Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Thì hôm nay có nhiều comment cũng như là cái clip mình vừa đăng tải lên đó các bạn, có nhiều comment rất là ác mồm ác miệng. Cũng như cái clip mà vừa rồi mình đăng tải lên là mình có đi qua bên Tứ Tư ở bên Cồn, có nhiều bạn nói mình ăn uống vô ý thức. Nhưng mà thật sự mình bị vong họ nhập, cũng như là họ mượn xác mình đó các bạn. Họ muốn chiếm xác của mình, họ ăn thôi. Thật sự mình bị nhẹ bóng vía các bạn, thành ra họ mới nhập được. Chứ mình đâu có muốn ăn uống vô ý thức như mấy bạn đã phê bình mình. Thì thật sự clip vừa rồi mình làm xong mình về mình bệnh luôn các bạn. Mình rất là đuối luôn. Cũng có nhiều anh chị nói tội nghiệp hẹp quá. Thì em cảm ơn ha. Thì ok quý anh chị, bây giờ quay lại chủ đề ngày hôm nay. Mình quay lại tìm Hồn Ma Gia. Bởi vì cách nay mấy hôm mình có đến đây mình ghi hình. Thì hai tập vừa rồi clip của mình lượt xem rất là khủng cả nhà. Mình thấy có nhiều comment kêu mình đến đây để tìm hiểu về vong Ma Gia. Thật sự clip vừa rồi mình đến đây là mình thấy hai vong các bạn, nhưng mà xuất hiện thì có một vong. Hôm nay mình đến đây lúc 12 giờ khuya, mình muốn khám phá ngay cái giờ mà linh thiêng để tìm hai quan hồn Ma Gia ở dưới cao này. Nếu mình gặp được họ mình có thể giao tiếp, hoặc là mình phiên họ để đi về chùa để tu tập. Chứ ở dưới cái ao này làm hồn Ma Gia kéo nhiều người mất rất là nguy hiểm các bạn. Thì tí nữa mình sẽ vào cái khu rừng và có cái ao rất là to lớn để mình tìm Ma Gia. Thì quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi một người một like ha. Quý anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Quý anh chị và các bạn nhớ chia sẻ giúp cái video của mình để có lượt xem khá ha. View của mình lúc này nó tụt quá các bạn ơi. Nó tụt thì thu nhập nó kém. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình mời quý anh chị và các bạn cùng đồng hành với mình ha. Giờ này là giờ linh thiêng các bạn, đúng 12 giờ khuya luôn. Mình nghe nước ở đâu mà lõng tỏn vậy ta? Các bạn nhìn thấy khu rừng rất là rậm rạp. Gần tới cái điểm cách nay mấy hôm mình gặp hai quan hồn Ma Gia đó các bạn. Qua bên này chút xíu là tới. Gì trời,
Mình nghe đây cái gì là loạn quạt rồi ta. Đó. Ở dưới này có ai không? Có ai không mà mình nghe ọt ẹt ẹt kêu trời. Trời 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 trời. Con chim này nữa. Mà da nó trường kìa các bạn. Mà da hay là cha nội cho nào cho ta. Mình thấy đen thù lùi các bạn. Sao trùng hợp có con chim trên cây ta. Đó các bạn thấy không. Nước giận giận luôn á. Bao ma da thật các bạn ơi. À tôi mời quan hồn ma da lên bờ ha. Để chúng tôi giúp cho. Chúng mình làm vong linh ở dưới cái ao này rất là lạnh lẽo luôn đó ma da. Nó thò tay lên các bạn ơi. Đó nó ghê ghê qua bên kia các bạn. Nó di chuyển qua mình nè. Phía bên trên các bạn. Lội xuống thì nó kéo mình cái là tiêu đời các bạn. À, tôi mời quan hồn ma da lên bờ ha, để hưởng nhang đèn và chúng tôi giúp cho quan hồn ma da đưa về chùa ha. Nó mình đây nè các bạn. Đang nhúc nhích ở dưới. Má ơi.
Nó đâu rồi trời? Nó ngày chốc của nó đó các bạn. Mục đích của tôi đến đây để muốn giúp cho quan hồn ma gia thôi ha, chứ không phải muốn hại ha. Tôi mời quan hồn ma gia lên bờ để hưởng nhang đèn và chúng tôi sẽ giúp cho quan hồn ma gia đi siêu thoát ha. Lên bờ đi quan hồn ơi. Mình nghe nói cái ao này có nhiều đứa trẻ chết còn nhỏ tuổi các bạn. 18 tuổi đổ lại. Mất ngay lúc tháng nắng không các bạn. Tháng nắng ngay cái tháng mà nghỉ hè đó các bạn. Đó, nó đang nói đó. Đó. Trời. Ủa? Đang xà lì kìa. Má ơi. Mới lộ vào con này các bạn. Còn ma da này nó lội như trâu nước vậy ta. Mình nghe nó còn đây nè các bạn. Bên kia con nói gì trời? Động nước quá trời các bạn ơi. Tôi mời quan hồn ma gia lên bờ hả? Mình không nên ở dưới sông như thế này, mình hại người, mình càng mang tội thêm ha.
ngay từ đó các bạn. Hai con luôn các bạn ơi. Bên đây là một con riêng ha. Nó đang nhúc nhích dưới các bạn thấy không? Ôi ôi. Wow. Đó, còn kia đang giận nước các bạn thấy không? À, cái ao này hai con. Bởi vậy mình nghi dữ lắm mà. Lặn trốn hết trơn hay gì rồi các bạn. Ôi má ơi, cái mặt của nó nằm ở trong cái bụi cây rán kìa các bạn. Má ơi. Mới thấy nó lú cái mặt lên ngay chỗ đó đó, đó các bạn. Nó ém rồi các bạn. Thì ok các bạn, bây giờ mình à, nó qua bên kia. Hôm nay mình bài trận, mình thu phục nó luôn các bạn ơi. Không nên để nó ở đây. Ok, à, bây giờ mình bài trận các bạn.
này chắc có lẽ không cháy các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ lui ra ngoài để cho quan hồn Maya lại những đồ cúng. Hôm nay mình thổi này nè các bạn.
bốn cái đàn cày mà bây giờ mất một cây ta. Mình thấy nó đang ở dưới các bạn. Trời ơi, nãy mới lên bờ cái gì bùn sình không vậy ta? Ngon mà lên đây. Dính sình luôn các bạn. Bữa nay mình lấy mạng hai cái con ma da này mới được. Thu phục nó luôn. Công nhận cái tay nó dài thiệt các bạn ơi. Không thấy mình gần tới nó mới lội xuống các bạn thấy không? Ngon mà lú lên đây. Đó các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Ôi cha mẹ ơi, nó quần giống như trâu mà nằm ở dưới ao các bạn. Thắng do luôn ha. Rồi. Nãy giờ đang gần mình các bạn. Hai con. Một con nó bên đây và một con ở bên kia các bạn. Đó có nhìn thấy không? Nó các bạn coi kìa. Nó ngồi tới đâu là đích nó nhớt không các bạn. Ghê thì chứ. Nó mới đi qua nó đó.
nó lúc đằng kia các bạn. À, nó đang hủ nhang hay gì ta? Ngon mà lên đây. Tao đông mà một cái đổ máu dữ luôn á. Hai con nó đang ở dưới đây các bạn, nó đang quằn ổ làm gì đây không biết. Nó đang ị ở dưới hay gì mà nghe thú thú ta. Hai con hồng của ngươi có ị dưới không? Nghe thú quá trời nha. Nó
Tôi mời hai nhà ngươi, tôi mời hai quan hồng mà ra lên để tôi giúp đỡ cho ha. Còn nếu không lên là tôi sẽ tiêu diệt nha. Tìm cách tiêu diệt hai con ma da này các bạn. Trời ơi, chó đâu mà ở đây nó kêu tru dữ vậy trời. Có lỗi rồi các bạn. Đó các bạn thấy không? Ồ, đi ra ngoài các bạn ơi. Vậy mình có thể mình kết thúc video ha. Hôm khác mình đến đây mình tìm cái phương pháp nào mà để tiêu diệt nó các bạn. Nó khôn quá trời khôn luôn. Hồi nãy mình cầm cái dao mình tính đâm nó mà đâm không được. Tay nó dài quá, nó tính lôi mình luôn các bạn. Bây giờ mình có thể kết thúc video ha. Mình cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã ủng hộ kênh.